Xin chào các bạn, trong thời đại công nghiệp 4.0 này, các bạn nghe rất là nhiều tới nào là kỹ thuật số, nào là chuyển đổi số, nào là số hóa, rồi là bản sao kỹ thuật số, rồi còn sổ số, chỉ số, mã số. Thì các bạn có bị bối rối hay không? Thậm chí một số người dịch thuật tiếng Anh đó, người ta còn dịch nhầm giữa cái chữ là numerical và digital nữa. Thế thì kỹ thuật số là cái gì mà nó hiện diện nhiều trong cuộc sống của chúng ta đến như vậy? Thì hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một khóa học nền tảng cơ bản đầu tiên mà nó gọi là mặt số digital circuit. Nhiều trường đại học cũng như là nhiều ngành thì gọi với những cái tên khác nhau, ví dụ như là kỹ thuật số digital technique, hay là điện tử số digital electronic, hay là hệ thống số digital system, vân vân. Nhưng mà nói chung nó đều là một cái khóa học cơ bản đầu tiên để giúp các bạn hiểu rõ thế nào là các kỹ thuật số và giúp các bạn phân biệt giữa cái kỹ thuật tương tự analog và cái kỹ thuật số digital. Hello, chào các bạn. Bây giờ tôi xin phép được giới thiệu sơ về mình. Tôi là Nguyễn Anh Duy. Như các bạn thấy những thông tin ở trên màn hình, đây là số điện thoại của tôi, đây là email của tôi. Tôi đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy ở các bậc cao đẳng, đại học và sau đại học, và có một chút ít kinh nghiệm về quản lý giáo dục. Thì tính tình của tôi thì khá là thoải mái, nhưng mà tôi rất là mong muốn và luôn luôn cố gắng làm việc một cách rất là nghiêm túc. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng các bạn tham gia khóa học của tôi thì cũng có thể khổ một chút. Thế thì cái môn mạch số của chúng ta về mục tiêu thì nó có 3 phần chính, đó là về kiến thức, về kỹ năng và về thái độ. Về kiến thức thì các bạn sẽ được trang bị những cái kiến thức nền tảng về hệ thống số, về đại số Boole hay là gọi là đại số logic đó. Và những cái kiến thức cơ bản về hai loại mạch điện tử số phổ biến, đó là mạch tổ hợp và mạch tuần tự. Về kỹ năng thì các bạn sẽ được sau khi học xong khóa học sẽ có cái kỹ năng về phân tích tối thiểu hóa các cái hàm logic, phân tích và thiết kế các mạch tổ hợp cũng như là các mạch tuần tự đồng bộ và tuần tự không đồng bộ. Và đồng thời là cuối khóa học các bạn sẽ thực hiện được các mạch số đơn giản, làm ra mạch thực luôn đó các bạn. Về kỹ năng thì các bạn còn sẽ được trau dồi các kỹ năng khác, ví dụ như là kỹ năng đọc tài liệu tiếng Anh chuyên ngành, rồi mô phỏng hệ thống, làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình, phản biện, vân vân. Về thái độ thì qua môn học này các bạn sẽ có thêm cái niềm cảm hứng và yêu thích cái chuyên ngành của mình. Tôi muốn nói ở đây là hai cái chuyên ngành mà các bạn có thể liên quan, đó là cái chuyên ngành kỹ thuật điện tử và chuyên ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Ngoài ra các bạn cũng sẽ có được cái tinh thần trách nhiệm, có được tính tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ cá nhân và nhiệm vụ nhóm thông qua cái việc phối hợp làm việc với lại các bạn ở trong nhóm. Về nội dung môn học thì nó sẽ có 4 phần chính rất là rõ ràng các bạn. Thứ nhất là về các hệ đếm và hệ thống số. Thứ hai là cái kiến thức về đại số Boole hay còn gọi là đại số logic, và các kiến thức về mạch tổ hợp và mạch tuần tự. Thì yêu cầu ở trong khóa học này thì các bạn phải thực hiện đầy đủ và đúng hạn 4 cái bài tập theo 4 cái nội dung mà tôi vừa nói lúc nãy đó, theo yêu cầu của giáo viên. Các bạn làm việc nhóm sẽ thực hiện cái việc một cái dự án, một cái project cho môn học, và cuối cái môn học thì các bạn sẽ làm cái báo cáo thuyết trình và thực hiện một cái mặt thực tế, một cái mặt rất là cụ thể. Đồng thời các bạn cũng có cái nhiệm vụ là phải nghe trình bày và nhận xét đối với các cái dự án của các nhóm khác. Ngoài ra thì trong suốt cả chương trình thì chúng ta sẽ có 2 bài kiểm tra, một bài kiểm tra giữa kỳ và một bài kiểm tra cuối kỳ. Về cái cách cho điểm của môn học này á, thì là sẽ có 5 phần và cái tỷ lệ phần trăm như các bạn thấy ở trên màn hình đó, thì chuyên cần 50%. Bài tập ở đây là 4 cái bài tập đó, thì các bạn sẽ được cho điểm là 20% cái điểm cuối cùng. Và đối với dự án project đó, hay có thể nói đó là cái bài tập nhóm á, thì các bạn sẽ được tính điểm là 20%, thi giữa kỳ 20% và thi cuối kỳ là 30%. Về tài liệu tham khảo cho cái môn học này thì ở trên màn hình tôi đã giới thiệu các bạn một số tài liệu tham khảo.
Thì trong vì cái môn này là môn nền tảng, môn cơ sở, cho nên là cũng không lạ gì chúng ta có những cái tài liệu cũng tương đối là cũ, nhưng nó cũng có những cái tài liệu được cập nhật rất liên tục. Ví dụ như cái tài liệu số 3 các bạn thấy là nó đã xuất bản tới lần thứ 11, và cái tài liệu số 4 này được xuất bản tới lần thứ 5. Và đặc biệt cái tài liệu số 4 này thì nó rất là chi tiết, rất là kỹ lưỡng, và tôi khuyên các bạn nên có thời gian thì đọc rất là nhiều, đọc kỹ cái tài liệu này, thì vừa là nắm chắc cái môn học, đồng thời là cũng sẽ có những cái kiến thức chuyên sâu. Và trong chương trình đó thì tôi sẽ cố gắng là giới thiệu các bạn những cái nội dung chuyên sâu. Cuối cùng thì rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và chúc các bạn học thật vui và bổ ích.